Xin chào tất cả các em. Ở buổi trước chúng ta đã được học về bài 36 là bài về truyền tải điện năng đi xa. Ở lúc đó thì ta cũng đã biết được là P hao phí trong quá trình truyền tải điện năng thì sẽ luôn phải mất một cái lượng hao phí là do sự tỏa nhiệt trên dây dẫn, đúng không nào? Và P hao phí này thì xác định được bởi công thức là bằng P chia cho U tất cả bình nhân R. Vậy thì có những cái cách nào để làm giảm P hao phí? Thứ nhất là ta có thể là, cách thứ nhất, ta có thể làm giảm R. Cách thứ hai là sẽ tăng U. Nhưng mà cách giảm R thì có khả thi hay không? Vì R bằng rho nhân L trên S. Nếu mà giảm R tức là ta sẽ giảm chiều dài dây dẫn hoặc là tăng tiết diện S lên. Nếu mà tăng tiết diện dây dẫn thì lúc này thì dây dẫn của chúng ta sẽ trở nên rất là cồng kềnh. Và không khả thi, vậy nên người ta sẽ không sử dụng cái việc là giảm điện trở trên đường dây dẫn để làm giảm công suất hao phí, mà người ta sẽ sử dụng cái biện pháp đó chính là làm tăng hiệu điện thế lên, hiệu điện thế của máy phát lên. Vậy thì có cái thiết bị nào để làm tăng hiệu điện thế lên? Thì lúc này người ta sẽ nghĩ ra là phải chế tạo một cái thiết bị gọi là máy biến thế. Có tác dụng làm thay đổi hiệu điện thế. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu kỹ hơn về cấu tạo cũng như là chức năng của máy biến thế. Bây giờ các em hãy cùng cô chuyển sang bài học ngày hôm nay là bài 37, máy biến thế. Đầu tiên chúng ta cùng đọc tình huống mở đầu. Trong bài trên ta đã biết là muốn truyền tải điện năng đi xa, ví dụ như nhà máy thủy điện Hòa Bình đến nơi sử dụng, người ta phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây lên để đảm bảo, để giảm hao phí. Nhưng các dụng cụ điện trong nhà thường chỉ dùng đến hiệu thế là 220V. Để giải quyết cả hai nhiệm vụ tăng thế và giảm thế, người ta phải dùng máy biến thế. Vậy máy biến thế có cấu tạo và hoạt động như thế nào? Bây giờ ta chuyển sang mục đầu tiên, đó chính là cấu tạo của máy biến thế. Về cấu tạo thì các em hãy quan sát cho cô hình 37.1 và nêu ra được cấu tạo của một máy biến thế. Thì ở đây ta có thể thấy được là một máy biến thế sẽ gồm hai bộ phận chính. Thứ nhất là gồm có hai cuộn dây dẫn. Hai cuộn dây dẫn này thì sẽ có số vòng dây là khác nhau và chúng được đặt cách điện với nhau. Cuộn dây thứ nhất này thì người ta sẽ gọi đây là cuộn sơ cấp. Còn cuộn dây thứ hai người ta gọi là cuộn thứ cấp. Bộ phận thứ hai là một lõi sắt hay thép có pha silic chung cho cả hai cuộn dây. Thì cái lõi này thì có thể là được làm bởi là các mảnh thép, các lá thép mỏng được xếp cách điện với nhau và tạo thành một cái lõi chung. Thì cái việc mà sử dụng các lá thép mỏng như vậy thì để giảm cái hiệu ứng Foucault mà thôi. Vậy thì ở phần cấu tạo này chúng ta cần nắm được nội dung gì? Thứ nhất là một la mã cấu tạo của máy biến thế. Các em nắm viết cho cô là cấu tạo gồm hai bộ phận chính là hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau đặt cách điện với nhau. Thứ hai là một lõi sắt có pha silic chung cho cả hai cuộn dây. Đây. Đây là cuộn dây và đây là lõi. Tiếp theo là còn về nguyên tắc hoạt động của máy biến thế thì sao? Máy biến thế này thì hoạt động theo cái hiện tượng, dựa trên cái hiện tượng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bây giờ ta cùng quan sát câu hỏi C1. Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây gọi là cuộn sơ cấp, đây cuộn đầu tiên là cuộn sơ cấp, một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia, tức là bóng đèn mắc ở cuộn thứ cấp này có sáng lên hay không? Tại sao? Thì bây giờ ta cùng phân tích cái nguyên lý hoạt động của máy biến thế này. Tức là khi mà có một dòng điện xoay chiều chạy qua cái cuộn dây này
Thì ở đây cuộn dây này sẽ sinh ra một cái gọi là xuất điện động cảm ứng, và sinh ra một cái từ trường biến thiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là phân tích cái nguyên lý hoạt động của máy biến thế này. Nếu ban đầu ta cung cấp cho cái cuộn dây sơ cấp một cái hiệu điện thế xoay chiều, thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng điện xoay chiều và sinh ra một cái từ trường biến thiên. Từ trường biến thiên này làm cho cái lõi sắt bị nhiễm từ, và từ ở đây cũng sẽ xuất hiện một cái từ trường biến thiên. Từ trường biến thiên này lại làm cho cái cuộn dây thứ hai theo cái hiện tượng cảm ứng điện từ ấy, khi có từ trường biến thiên thì sẽ có dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây thứ hai, và khi mà cuộn dây thứ hai này mà có dòng điện xoay chiều chạy qua thì sẽ làm cho bóng đèn nối với cái cuộn thứ cấp này sáng lên. Bây giờ ở cái phần này thì ta sẽ trả lời như sau, là ở câu C1, một cấu tạo, hai nguyên tắc hoạt động. Câu C1 là đèn có sáng, đèn ở cuộn, đây là cuộn sơ cấp, còn đây là cuộn thứ cấp. Đèn ở cuộn thứ cấp sáng vì khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì sẽ tạo ra trong cuộn dây một dòng điện xoay chiều. Và theo cái hiện tượng cảm ứng điện từ thì sẽ sinh ra một từ trường biến thiên và làm lõi sắt bị nhiễm từ. Đây mình ta sẽ viết là hiện tượng cảm ứng điện từ. Và cái lõi sắt này sẽ trở thành nam châm. Nam châm có từ trường biến thiên. Và từ trường biến thiên ở cái lõi trong cái cuộn dây thứ hai sẽ sinh ra từ trường biến thiên này sẽ sinh ra một cái dòng điện xoay chiều, hay ta gọi là dòng điện cảm ứng đó, dòng điện xoay chiều ở cuộn thứ cấp và sẽ làm đèn sáng. Rồi, giờ cô sẽ mô tả lại hiện tượng này như sau. Khi mà ta cung cấp một cái hiệu điện thế xoay chiều vào cuộn sơ cấp thì lúc đó sẽ tạo ra một cái từ trường biến thiên và làm cho lõi sắt bị nhiễm từ và trở thành một cái nam châm có từ trường biến thiên. Cái từ trường biến thiên này khi ở bên trong cái cuộn dây thứ cấp sẽ làm cho cuộn dây này cũng có xuất hiện là theo cái hiện tượng cảm ứng điện từ và làm cho có dòng điện xoay chiều đi qua cuộn thứ cấp và khiến cho đèn sáng. Đấy chính là cái toàn bộ cái nguyên lý hoạt động của máy biến thế. Ở câu C2, người ta hỏi là hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng là hiệu điện thế xoay chiều, tại sao? Thì như phần trên ta cũng đã trả lời rồi, đó chính là do
do từ trường của lõi sắt biến thiên sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở cuộn thứ cấp và dòng điện cảm ứng này chính là dòng điện xoay chiều. Rồi. Vậy thì nếu mà ở trong cái cô đưa ra một cái tình huống là ở cuộn dây sơ cấp cô không cung cấp một cái hiệu điện thế xoay chiều mà cô sẽ cung cấp một cái nguồn điện một chiều, thì lúc này đèn đèn ở cuộn thứ cấp có sáng hay không? Bây giờ các em hãy cùng cô phân tích là muốn có cái từ trường biến thiên ở đây thì cái dòng điện mà ta cung cấp vào phải là một cái dòng điện xoay chiều, một dòng điện biến thiên đúng không nào? Nhưng nếu mà cung cấp một cái dòng điện một chiều thì sẽ không sinh ra từ trường biến thiên ở lõi sắt. Và không có từ trường biến thiên ở lõi sắt thì sẽ không tạo ra dòng điện cảm ứng ở cuộn thứ cấp và đèn lúc này sẽ không cháy, không sáng lên. Vậy thì ta lưu ý sau khi học cái phần này đó chính là cái nguồn điện cung cấp vào phải là một cái nguồn điện xoay chiều. Bây giờ ta sẽ chuyển sang phần 3 là kết luận. Vậy thì sau khi học phần này ta cần thu được cái nội dung kiến thức gì? Kết luận, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều. Các em hãy ghi cho cô cái nội dung này vào vở. Đây chính là một cái nội dung rất là quan trọng mà cần phải nắm được trong bài học ngày hôm nay. Kết luận này, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều. Rồi. Thì trên đây chính là cái cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. Vậy bây giờ ta sẽ xem là dựa trên cái cấu tạo và hoạt động đó thì máy biến thế có tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế như thế nào. Thì ta cùng nhau chuyển sang phần 2 La Mã. Ở phần này thì ta cũng cần phải làm cái thí nghiệm. Ở trên lớp thầy cô sẽ có thí nghiệm dành cho các em. Đó chính là ta sử dụng một cái máy biến thế. Máy biến thế này có thể thay được đổi được số vòng dây. Số vòng dây trong máy biến thế. Và từ đó người ta sẽ cung cấp một cái hiệu điện thế là bao nhiêu. Thì người ta sẽ đọc là U1. Đọc các giá trị U1 này. Người ta đo các giá trị U1 và đo các giá trị hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là U2. Đo số vòng dây N1 là ở cuộn thứ cấp. Đo số vòng dây N2 của cuộn. Vậy là chúng ta đã học về cấu tạo và hoạt động của máy biến thế. Và dựa trên cái cấu tạo và hoạt động đó thì bây giờ ta xét xem là cái máy biến thế này có tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế như thế nào. Thì bây giờ ta sẽ chuyển sang phần 2 La Mã là tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. Đầu tiên, ở trên lớp thì giáo viên sẽ tiến hành cái thí nghiệm. Đó chính là đọc và ghi lại số vòng dây N1 của cuộn sơ cấp và N2 của cuộn thứ cấp của máy biến thế. Tiếp theo là giáo viên, các em hãy quan sát giáo viên làm thí nghiệm đo hiệu điện thế U1 ở hai đầu cuộn sơ cấp và U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy biến thế và ghi lại vào bảng số liệu thứ nhất. Thì bây giờ ta cùng quan sát lại cái hình ảnh của máy biến thế. Thì nhiệm vụ là đầu tiên ta sẽ xem là đọc và ghi lại số vòng dây của cuộn sơ cấp. Cuộn sơ cấp này ký hiệu là N1. Tiếp theo ghi và đọc số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. Tiếp theo thì giáo viên sẽ tiến hành đo hiệu điện thế cung cấp vào cho cuộn
sơ cấp, ký hiệu là U1, và đo xem là hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là U2 là bao nhiêu. Và lúc đó sẽ hoàn thành vào bảng 1 trên đây. Và khi mà tiến hành đo và ghi lại số liệu thì người ta thấy được là mối quan hệ giữa U1, U2, N1, N2 đó chính là U1 trên U2 bằng N1 chia N2. Và từ đây thì ta sẽ thu được cái kết luận, đó chính là hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế sẽ tỷ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. Đây là U1 chia U2 bằng N1 chia N2. Vậy thì nhìn vào đây, ta thấy được là nếu mà hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp, tức là U1, mà lớn hơn U2, vậy thì máy này là máy tăng thế hay hạ thế? Cái U2 là cái hiệu điện thế mà mình mong muốn. U2 bây giờ đã đang nhỏ hơn U1. Vậy thì đây chính là máy hạ thế. Tương tự, nếu mà hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp mà nhỏ hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp, tức là cái hiệu điện thế mong muốn của chúng ta, lớn hơn hiệu điện thế ban đầu, thì đây chính là máy tăng thế. Thì từ đây ta cũng có được cái hệ quả là các em hãy quan sát cho cô vào công thức. Nếu U1 mà lớn hơn U2, tức là N1 so với N2 như thế nào? Đúng rồi, N1 cũng lớn hơn N2. Thì ta cũng có thể kết luận được đây là máy hạ thế. Và tương tự, nếu U1 nhỏ hơn U2 thì N1 của chúng ta cũng nhỏ hơn N2. Nhỏ hơn N2 thì đây sẽ gọi là máy hạ thế. Vậy thì có nghĩa là tùy vào cái đặc điểm của máy biến thế mà ta có thể biết được đây là máy hạ thế hay là máy tăng thế. Vậy thì cái máy hạ thế và máy tăng thế này sẽ có tác dụng gì trong cái việc truyền tải điện năng từ nhà máy thủy điện, từ nhà máy sản xuất điện đến cái các hộ gia đình sử dụng điện? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3 la mã là lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Các em hãy cùng cô quan sát. Trên đây là cái quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến các nơi tiêu thụ điện. Đây chính là các hộ gia đình này. Còn đây là các nhà máy công nghiệp nhẹ. Thì đầu tiên là để giảm hao phí trên đường dây, tức là ta cần phải tăng hiệu điện thế lên, thì người ta sẽ lắp một cái máy biến thế ở gần với nhà máy điện. Để sao cho là tăng hiệu điện thế ở đây lên sẽ làm giảm hao phí truyền tải điện năng lên. Đầu tiên là ở nhà máy điện thì hiệu điện thế là 25.000V, sẽ tăng lên đến 500.000V để làm giảm hao phí. Truyền tải đến cái tăng hiệu điện thế này có tác dụng là để giảm hao phí trong quá trình truyền tải. Nhưng mà ở các hộ gia đình chỉ sử dụng hiệu điện thế ở mức 220V thôi. Vì vậy ta cần phải có một cái thiết bị nữa làm giảm hiệu điện thế. Nên ở trước khi đưa cái nguồn điện, dòng điện đến các hộ gia đình sử dụng thì ta cần phải có một cái máy biến thế thứ hai. Thứ tư này, ta đặt là máy hạ thế để giảm hiệu điện thế từ 500V về 11.000V và giảm tiếp đến 220V để truyền đến các hộ gia đình sử dụng. Tiếp theo ở các nhà máy công nghiệp nhẹ thì ta sẽ giảm đến 330V. Vậy thì có nghĩa là để giảm hao phí trên đường dây tải điện thì cần có hiệu điện thế lên đến hàng trăm nghìn vôn, nhưng ở nơi dùng điện lại phải có hiệu điện thế thích hợp, thường là 220V. Bởi vậy ở hai đầu đường dây tải điện phải đặt hai loại biến thế có nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là ở gần nhà máy thủy điện, gần nhà máy phát điện thì ta sẽ đặt một cái máy biến thế 1 này. Máy biến thế 1 này thì các em nghĩ đây là máy hạ thế hay tăng thế? Đúng rồi, đây chính là máy tăng thế để làm giảm hao phí trên đường dây. Máy 1 là máy tăng thế.
Tiếp theo, để đưa được đến những cái nơi tiêu thụ điện thì ta cần phải giảm hiệu điện thế đó đi, nên ở những cái máy biến thế 2 và máy biến thế 3. Máy biến thế 4 sẽ là những cái máy biến thế là hạ thế, đang giảm hiệu điện thế từ 500.000V xuống còn 11.000V. Máy biến thế 3 thì giảm 11.000V xuống còn 380V. Và tương tự, máy biến thế 2 và máy biến thế 4 này cũng giảm hiệu điện thế từ 500.000V này xuống còn 11.000V và giảm từ 11.000V xuống còn 220V. Đây chính là cái tác dụng của máy biến thế trong cái quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến các nơi tiêu thụ điện. Chúng ta cần nắm được đó chính là cái tác dụng của từng loại máy biến thế là máy tăng thế và máy hạ thế. Bây giờ ta sẽ vận dụng những cái kiến thức đó để giải quyết các bài tập vận dụng. Ở trên đây là câu C4. Khi chúng ta cùng đọc câu C4 này. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4.000 vòng, tính số vòng của các cuộn thứ cấp tương ứng. Thì nhìn vào đây các em có thể biết được đây là máy tăng thế hay hạ thế hay không? Đúng rồi, vì hiệu điện thế đang giảm từ 220V xuống còn 6V và 3V, nên đây chính là máy hạ thế. Bây giờ ta sẽ cùng tóm tắt đầu bài. Hiệu điện thế từ 220V, hiệu điện thế đưa vào thì ta sẽ ký hiệu là hiệu điện thế sơ cấp, ký hiệu là U1 bằng 220V. Xuống còn 6V và 3V thì đây sẽ có hai trường hợp. Hiệu điện thế mà mình mong muốn thu được là U2 sẽ bằng 6V hoặc là 3V. Cuộn sơ cấp có 4.000 vòng, cuộn sơ cấp ký hiệu là N1 bằng 4.000 vòng. Người ta hỏi tính số vòng của cuộn thứ cấp chính là N2 bằng hỏi chấm. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành giải bài toán này. Muốn giải được bài toán này, ta nhớ được cái đặc điểm của hiệu điện thế của cuộn sơ cấp và thứ cấp trong máy biến thế là gì nhỉ? Đúng rồi, U1 trên U2 chính là bằng N1 chia N2. Bây giờ ta sẽ áp dụng công thức U1 trên U2 bằng N1 trên N2. Trong trường hợp 1 là U2 bằng 6V. Thì bây giờ ta thay số, ta sẽ suy ra được là thay là U1 là 220 chia cho 6 sẽ bằng N1 là 4.000 chia N2. Từ đây các em sẽ nhân chéo lên, N2 chính là bằng 4.000 nhân 6 chia cho 220 và bằng kết quả. Bây giờ cô sẽ tiến hành bấm máy. 4.000 nhân 6 chia 220 và bằng 109 vòng. Tiếp theo, đối với trường hợp thứ hai là U2 bằng 3V. Để ta sẽ suy ra, ta sẽ thay số. Thay số U1 cũng là 220V chia cho U2 lúc này là 3 sẽ bằng 4.000 chia cho N2. Và từ đây ta sẽ tính được N2 là bằng, nhân chéo lên, 4.000 nhân 3 chia cho 220V. Cô bấm máy. 4.000 nhân 3 chia 220 sẽ là bằng 54, sắp xỉ 5, thôi làm tròn lên 55 vòng đi. Rồi. Thì cái bài toán này cũng là một bài toán cơ bản. Khi mà chúng ta nắm được cái công thức là U1 trên U2 sẽ bằng N1 trên N2 thì ta sẽ có thể vận dụng để làm được dễ dàng bài tập này. Thì cái phần sử dụng kiến thức này thì người ta có thể thay đổi các dữ liệu bài toán. Người ta có thể cho các em là hiệu điện thế cuộn thứ cấp, số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp, yêu cầu các em tính hiệu điện thế của cuộn sơ cấp và ngược lại, tức là sẽ đây có 4 giá trị đúng không? Thì người ta có thể ẩn đi một trong các giá trị ở đây và hỏi các em các giá trị
Và cho biết các giá trị, 3 giá trị. Thì bây giờ hỏi cái giá trị còn lại. Thì chúng ta vận dụng công thức này là dễ dàng có thể giải quyết được. Thì trên đây là toàn bộ cái kiến thức của bài 37 máy biến thế. Thì qua bài học này thì chúng ta cần nắm được hai nội dung. Thứ nhất là cái nội dung về cấu tạo của máy biến thế. Thứ hai là về cái chức năng cũng như là cái tác dụng của từng loại máy biến thế là máy tăng thế và máy hạ thế trong cái việc truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến từng hộ gia đình, từng nơi tiêu thụ điện. Thì bây giờ các em cũng đọc cho cô nội dung phần ghi nhớ ở sách giáo khoa và nắm được những cái nội dung chính. Thứ nhất là đặt một hiệu điện thế xoay chiều và hai đầu của cuộn sơ cấp của máy biến thế, thì ở hai đầu của cuộn sơ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều. Thứ hai là tỷ số giữa hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỷ số giữa số vòng của các cuộn dây tương ứng. Ở đầu đường dây tải về phía nhà máy điện, đặt máy tăng áp. Ở nơi tiêu thụ điện, sẽ đặt máy hạ thế. Trên đây là toàn bộ những cái kiến thức mà cô và các em cũng đã tìm hiểu trong cái bài 37 máy biến thế. Thì cô mong rằng thì những cái kiến thức này sẽ có ích cho các em trong việc là giải quyết các bài tập. Thì phần bài tập về nhà thì các em hãy vận dụng những cái kiến thức này để làm các bài tập trong sách bài tập vật lý lớp 9. Chủ đề là máy biến thế. Thì ở buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau là giải quyết những cái bài tập đó. Thì bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Thì cô sẽ gặp lại các em cho các bài giảng tiếp theo. Xin hẹn gặp lại tất cả các em.